Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với shop dụng cụ thể thao võ thuật của Toàn. Thì hôm nay Toàn sẽ giới thiệu bao 4 lớp 1m5. Thì mỗi một lớp đều là một lớp chất lượng và quan trọng. Nó đảm bảo đến độ bền, độ chắc chắn và độ uy tín của một cái bao chuyên nghiệp. Thì đây là một trong những là cái bao 1m5 phòng tập chuyên nghiệp nha các bạn. Nó được bảo hành là 12 tháng. Đặc biệt là cái dòng này mình sẽ làm video chi tiết, cẩn thận từng chút một cho anh em xem, từ cái nhỏ nhất cho đến cái mà tốt nhất đấy. Thì nó có bốn lớp nha các bạn. Thì sau đó bên trong là nhồi, các bạn có thể nhồi bất cứ cái gì cũng được, nhưng mà nó cần phải bốn lớp này thì quan trọng này thì anh em mới nhồi được. Trước mắt thì đây là cái bao chưa có nhồi đấy, nhưng mà mình đã định hình sẵn là nó như vậy, bởi vì là cái lớp ở bên trong á, cái lớp mút lót đây các bạn, camera cho gần này. Đây là cái lớp mút lót rất chi là dày và cứng chắc để định hình cái bao. Và anh em này, sau này anh em đấm vào nó sẽ là ngồi, nó sẽ nở ra đấy. Các bao phòng tập chuyên nghiệp để anh em cứ xem là người ta đá xong cái bao là nó lại nở ra. Cái đá đầu tiên đá móc vào xong thả ra, ví dụ đấm móc vào thả ra nó nở ra, nó có độ đàn hồi cho cái bao để tăng cái tuổi thọ, tăng cái độ đàn hồi cho bao, đánh nó rất chi là sướng. Đấm vào nó nở ra rất chỉ là sướng, đánh cái đồ bao nó không có bị cong. Các bạn để ý những cái bao nghiệp dư ấy, hiện tại những cái bao mà mình gọi như là nghiệp dư là bởi vì đánh vào là nó cong như thế này luôn, cái bao là nó cái kiểu này luôn đấy, nó có nở được ra đâu đấy, độ đàn hồi nó không có. Đôi khi người ta không có đạt được cái mút này này, mút mà đàn hồi này, mút dày này, người ta không đạt được nên là nó bao nó cong như vậy đấy, là một trong những lý do đấy. Là đầu tiên là một lớp mút này. Rồi, một lớp mút nha. Đó, để đây cho anh em này xem này. Thứ hai nhé, cho camera quay vào trong này. Đấy, đây là cái lớp dây chịu lực. Lớp dây chịu lực nha các bạn. Lớp này nó giúp cho bao của chúng ta, cái bao lớp dây này nó kết nối giữa đầu bao và đáy bao, nó giúp cho cái bao là nó không bị gãy đôi. Xa xa một chút xíu này, không có cái lớp dây chịu lực này thì chúng ta bỏ nặng vào cái bao này, chúng ta nhồi nặng vào nó sẽ bao nó sẽ bị gãy đôi và đáy nó sẽ bị gãy. Nên là cái lớp chịu lực này là nó giúp cho cái bao là tăng cái độ lực chịu, cái lực nặng và lực đánh của các bạn. Còn đây là cái đáy bao. Đấy, đáy bao, cháu quay gần đi. Đáy bao là có đan hình ít xì để giúp cho cái bao nó không bị tuột, đảm bảo cái đáy bao nó chắc chắn, độ bền nó chắc chắn. Đấy, anh em xem này. Rồi, vấn đề tiếp theo nữa là vấn đề về dây xích treo. Dây xích treo là 3 dây. 3 dây xích treo là chắc chắn luôn nha các bạn. Có 3 cái dây xích treo chắc chắn, đảm bảo chắc chắn với các bạn luôn. Đấy, 3 dây treo chắc chắn. Rồi còn lớp da này. Lớp da này. Đấy, lớp da này, đầu tiên này. Da này là da PU của Indo nhá các bạn. Bạn xem cái móng tay của Toàn này. Đấy, móng tay này. Đấy, các bạn xem này, da PU đấy của Indo nó rất chi là dai, chắc chắn. Đấy, độ cứng của nó là độ cứng dai rất chi là chắc chắn. Không dễ gì bong tróc anh em, tập lâu năm nó sẽ mòn. Mòn lớp này rồi sẽ còn một lớp bên trong nữa. Đấy, lớp thứ hai, hai lớp da này. Bé này. Đấy, quay xem này, đấy hai lớp da. Đấy, đến lớp thứ ba là lớp dây chịu lực. Lớp thứ tư là lớp mút lót dày. Đấy nha, bạn hình dung ra, một lớp mút lót dày này. Hai nữa là lớp dây chịu lực này. Rồi, lớp dây chịu lực này. Lớp thứ ba là lớp da này. Lớp thứ tư lớp da này. Đấy. Rất đảm bảo chắc chắn cho các bạn như vậy. Đây là những cái bao 1m5 nhồi sẵn, mình đóng hàng sẵn đó. Mình đóng hàng sẵn cho khách đây. Đấy, quay gần thế này bé. Đấy, bao 1m5 mình đã nhồi sẵn nha. Đấy. Vẫn vậy mà, ngay cả cái bát còn có đường chỉ may này anh em xem này. Cái đường chỉ may vào cái bát này để cho cái tai của nó không bị đứt, không bị tuột này. Nhiều chỗ là tập là nó giật cái bát này ra. Mình may đây, đấy, đảm bảo là từng cái chi tiết, mình nói là từng cái chi tiết một là đều phải đảm bảo về chất lượng. Nên là mình làm cái bao cho phòng tập chuyên nghiệp, các bạn biết không?
tức là người ta tập ghê lắm. Cái đội tập của đội tuyển quốc gia, những cái đội tập đó là rất chi là tập nặng, đánh rất chi là mạnh, cái lực của người ta cực mạnh, nên là cái bao phải đảm bảo được chất lượng, phải có độ bền cao thì người ta mới tập được. Chứ mà các bạn mua cái bao của những người tập tại nhà thì mình không nói nha. Thế đó mình cũng nói, nhưng mà mình chỉ nói về cái bao 4 lớp của mình là bao cao cấp, bao thương hiệu Kung Fu, bao thương hiệu Kung Fu nhé các bạn, của Toản, bao thương hiệu của Toản. Nên là các bạn yên tâm, mình là chủ thương hiệu bao Kung Fu và đảm bảo cho anh em được chất lượng, có cam kết và bảo hành cho anh em. Nên là cái bao của anh em mua một lần là xài thoải mái là như vậy. Nên là mình rất thích làm video, các bạn hiểu không ạ? Là mình được giới thiệu chi tiết mà trong video nó có như thế nào thì anh em sẽ nhận hàng cái hình trang là như vậy. Đấy, nó không có, mình không muốn chụp hình nó đẹp lên trong khi đó anh em nhận hàng nó xấu. Còn trong video này nó như thế nào anh em nhận hàng là sẽ như vậy. Đấy, mình sẽ để lại số điện thoại của mình trên màn hình mình cho anh em tham khảo, để có thể là anh em nhắn tin gọi điện cho mình, và có thể là nhắn tin cái bạn Zalo với mình có số điện thoại mình để trên màn hình để trao đổi trực tiếp với anh em. Và giá của cái bao này thì vẫn còn rẻ, bao nhồi sắn có 1,5 triệu thôi đấy, bao nhồi sắn có 1,5 triệu, bao nhồi sắn 1m5 luôn đấy. Đường kính tròn của nó là 36 nha các bạn, 3 dây xích treo đấy, có 4 lớp như mình đã vừa giới thiệu rồi. Bao nhồi sắn có 1,5 triệu thôi, và những bạn nào mà mua vỏ bao có 950.000 thôi đấy, nó rất rẻ so với anh em đấy. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Toản. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất.